Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay ngày 24 tháng 6, lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista, lễ trọng. Giờ đây, xin mời quý vị và anh chị em cùng hiệp dâng thánh lễ với linh mục chủ tế. Tấu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan hân hoan tấu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được Mẹ Thiên Chúa đến thăm nuôi, trong cung lòng Ngài nhảy múa sương vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tấu lên ngày sinh nhật của Thánh Gioan, nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan hân hoan tấu lên cùng ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con nhân yêu thương. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong thánh lễ này, con xin dâng lời thánh lễ này cầu nguyện cho những ý chỉ đã xin trong ngày thánh lễ hôm nay. Thưa Cộng đoàn Dân Chúa, trong mỗi năm phụng vụ, chúng ta mừng ba ngày sinh nhật. Sinh nhật Chúa Giêsu trong Giáng sinh, sinh nhật của Mẹ Ngài vào ngày 8 tháng 9, và hôm nay sinh nhật người anh em họ của Chúa Giêsu, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra có một mục đích để hướng dẫn những người khác tới Chúa, dọn đường cho Chúa. Mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội cũng được mời gọi tiếp tục sứ vụ của Thánh Gioan qua lời nói, qua hành động chúng ta đưa những người khác tới Chúa và dọn đường cho Chúa. Trong những lúc chúng ta thiếu sót những trách nhiệm này, giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả để chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi trung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói: Tôi vất vả lắm công, phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà gia cốp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: Nếu ngươi chỉ là tôi trung của ta để tái lập các chi tộc gia cướp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến cùng cõi đất. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đức ca xin mời.
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Chúa đã dò xét con và Ngài đã biết. Biết con khi đứng khi ngồi, biết con suy nghĩ những gì, biết con trên muôn nẻo đường, biết con trên dặm hành hương. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Chúa đã tạo tác con từ trong thai mẫu, nắn con trong tấm thân này, cất lên cầu tán dương Ngài, tác nên thân con lạ lùng, biết bao nhiêu là kỳ công. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Chúa có là lắm chi này hồn con đây, Chúa luôn thâu suốt ham tưởng, biết con xương cốt bên toàn, lúc con sinh ra âm thầm, biết bao nhiêu là tình thâm. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi đến Antiochia miền Pisidia, ông Phaolô đứng giữa hội đường và nói: Sau khi tuất phế vua Saul, người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ khác, một đấng cứu độ là Đức Giêsu, để dọn đường cho Đức Giêsu. Ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người. Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tới ngày mãn nguyện khai hoa, bà Elisabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nãy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin công đoàn dân Chúa cho con một phút nói vài lời bằng tiếng Anh cho các bạn trẻ. Today the church celebrates the feast or the solemnity of birth of John the Baptist. Did you know that in the church we often celebrate someone who died, not at their birth, but there are three birthdays that the church celebrates. The birthday of our Lord Jesus Christ on Christmas Day, of her mother on the 6th of September, and today on the birth of St. John the Baptist. So within the Catholic Church, there's only three saints or three people that we celebrate their birthdays. Very interesting. One thing about St. John the Baptist is that he came to prepare the way for the Lord in his words, in his actions, by showing how we can come to the Lord by listening to the Word of God. And his famous saying is that for he must decrease, so that the Lord can increase. I think something that we can all learn about in a society that is so busy, we need to take some time out to slow down, to reflect where the Lord is within our lives and how can our ego, how our self-ego can reduce so that the Lord can more increase in our life. So on this feast day, may I challenge you to take some time out to ponder, where is the Lord in your life at the moment? And how can the life of the Lord continue to increase in your life so that others may have not yet heard or know about the Lord, come to know the Lord through you? Just like John the Baptist, others came to know the Lord through him. Thưa quý ông bà và anh chị em, vào thời điểm này trong năm, ở Nam Bán Cầu, ngày trở nên ngắn nhất và đêm trở nên dài nhất. Nhưng khi chúng ta bước qua mùa đông, rồi bước sang mùa xuân và mùa hè, thời gian ban ngày dài ra và thời gian ban đêm ngắn lại. Lễ trọng mừng ngày sinh nhật của Gioan Tẩy Giả và ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô phản ảnh những thay đổi này. Sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối, kết thúc và bắt đầu. Thánh Gioan Tẩy Giả đã tự nói, Ngài phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi. Và các mùa phản ảnh điều này. Kể từ ngày kỷ niệm sinh nhật của Gioan,
ngày càng tăng lên khi chúng ta đến gần hơn với sự ra đời của Đấng Messiah, Đấng đến mang lại ánh sáng cho thế gian. Có điều gì đó rất khiêm tốn về con người của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh đóng vai trò phù rể, chứ không phải là chú rể. Ngài đi mở đường, chứ không phải sự kiện chính. Ngài đóng vai trò khởi động, không phải là minh tinh chính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đường cho Đấng Messiah, Thánh Gioan Tẩy Giả đã bước ra khỏi ánh đèn sân khấu. Ngài đã rất cẩn thận, không để sự chú ý tập trung vào mình. Thánh Phaolô trích dẫn câu nói của Ngài: "Tôi không phải là người mà các ông tưởng về tôi." Có một phẩm chất tiềm ẩn nơi Thánh Gioan được gợi ý trong bài đọc 1 của sách tiên tri Isaiah: "Chúa giấu tôi dưới bóng bàn tay người và giấu tôi trong bao đựng của người." Như thế, Thánh Gioan đang nói với chúng ta: "Đừng tập trung vào tôi. Điều quan trọng không phải là người đưa tin, nhưng là thông điệp. Không phải ca sĩ, mà là bài hát." Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta nội dung đơn giản về bài hát của Gioan Tẩy Giả là kêu gọi mọi người hãy sám hối, hãy quay về với Thiên Chúa, được thể hiện qua phép rửa. Khi làm điều này, Thánh Gioan đã được xem là lương tâm của dân Israel. Lương tâm có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng thách thức của Ngài là một thách thức quan trọng mà chúng ta phải đối mặt. Chúng ta được mời gọi lắng nghe sứ điệp của Người. Hãy quay về với Thiên Chúa, đừng rời xa Thiên Chúa, đừng đi theo con đường riêng tư của mình. Thánh Gioan Tẩy Giả là một vị tiên tri can đảm nói lời Chúa cho dân chúng ở thời đại Ngài. Ngài không tìm kiếm sự nổi tiếng hay danh vọng, mà Ngài chỉ vạch ra lỗi lầm của họ, thách thức họ có một lối sống tốt hơn và trung thành hơn. Sự ra đời của Thánh Gioan trong bài đọc Phúc Âm hôm nay đã được chào đón với niềm vui lớn lao. Ngay từ trong bụng mẹ, Ngài đã nhảy mừng vì sự đến gần của Đấng Thiên Sai. Khi Thánh Gioan được sinh ra, người ta đã hỏi: "Đứa trẻ này sẽ trở nên như thế nào đây?" Thánh Gioan đã trở thành những điều mà chính mỗi người chúng ta cũng được mời gọi. Giống như Thánh Gioan, chúng ta được mời gọi hạ mình xuống để Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta. Giống như Ngài, nhiệm vụ của chúng ta là dọn đường cho Chúa bằng cách sám hối, từ bỏ sự ích kỷ, vốn là những trở ngại cho việc Chúa đến gần. Thánh Gioan cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc để Chúa Giêsu làm tâm điểm trong cuộc đời của chúng ta, để toàn bộ cuộc sống của chúng ta, từ lời nói, hành động, suy nghĩ, giá trị và lối sống, để có thể là chứng nhân đích thực cho sự gần gũi của Chúa. Giống như Thánh Gioan, chúng ta đôi khi cũng tự hỏi rằng liệu chúng ta là những người Thiên Chúa giáo, điều đó có tạo ra sự khác biệt gì đối với chúng ta hay đối với những người khác không? Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể can đảm tìm lấy được sức mạnh từ lòng trung thành và lòng can đảm của Thánh Gioan. Chúng ta có thể mời Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta để ánh sáng của Ngài xua tan những bóng tối của ích kỷ, quyền lực và sắc dục. Cầu mong rằng chúng ta cũng sẽ giống như Thánh Gioan, để cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu sáng rực rỡ hơn bao giờ hết trong cuộc đời của chúng ta.
Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả có sứ mạng dọn đường cho đấng cứu thế đến cứu độ trần gian. Trong niềm hân hoan mừng lễ sinh nhật Ngài, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Ông Gioan đã sống đời sống khiêm nhu khắc khổ và rao giảng đấng cứu thế. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa được ơn nhận biết Chúa là đấng cứu độ duy nhất qua đời sống chính tá của các con cái Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ trang trong Hội Thánh luôn ý thức sứ mạng cao cả của mình là đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tên cháu là Gioan. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương nhìn đến những người đang gặp đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, cho họ luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, để đời sống của họ ngày càng chiếu sáng hơn hình ảnh của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Gioan đã chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Chúng ta điệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn đón Chúa qua đời sống chính tá tin mừng, để danh Chúa được vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Thánh Gioan Tẩy Giả đã trở nên vị tiền hô của đấng cứu thế. Xin cho chúng con cũng được đầy tràn Thánh Thần để tiếp tục hiến thân cho công việc rao giảng tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
thuộc về Chúa trót cuộc đời. Lời đoan hứa mãi luôn vuông tròn, dâng lên Ngài của lễ đời con. Biết dâng gì cho đẹp hơn, kính dâng Ngài tình yêu sắt son. Trong chân tình và trong yêu mến, kính dâng Ngài trong cuộc sống con, để trung thành một đời chứng nhân. Dâng lên Ngài của lễ đầu tiên, từ bàn tay ngát hương trời, nguyện xin Chúa đoái thương nhầm lời. Dâng lên Ngài của lễ đầu tiên, với ước nguyện cho ngày mai, ánh tin mừng tỏa lan khắp nơi. Trong chân tình và trong yêu mến, kính dâng Ngài trong cuộc sống con, để trung thành một đời chứng nhân. Trong chân tình và trong yêu mến, kính dâng Ngài trong cuộc sống con, để trung một đời chứng nhân. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan vĩ tiền hô đã loan báo đấng cứu độ trần gian khi Người sắp đến và giới thiệu khi Người xuất hiện, Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan tiền hô. Cha đã thanh hiến Người và cho Người được vinh dự đặc biệt giữa các người thê. Chưa sinh ra, Người đã nhảy mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời, Người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sư duy nhất chỉ cho dân Chúa nhận ra Đức Kitô là chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Giô-đan, Người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thanh tẩy để thanh hóa mọi người. Sau cùng, Người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế, cùng với triệu thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng: Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra,
và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con, các phụ tá giám mục và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
Tới cộng đoàn dân Chúa, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Từ trong lòng mẹ, Chúa đã nhớ đến con. Ngày mẹ Maria mang Giêsu trong lòng đến viếng thăm con, để thần khi tác sinh thánh nghiêm thân con trao ân tình sâu. Đức Kitô,
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc trên Thiên Chúa. Xin cho giáo hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tây Gia được nhận biết rằng Đức Kitô là đấng làm cho giáo hội được tái sinh, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Thưa cộng đoàn dân Chúa, trong ngày lễ trọng mừng sinh nhật Thánh Gioan Tây Gia, cầu mong rằng mỗi người chúng ta qua lời nói, có hành động giống như Thánh Gioan hạ mình xuống để rồi Đức Kitô được tăng lên, để qua đó những ai chưa hiểu, chưa biết, chưa nhận ra Ngài, nhận thấy Đức Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúng ta hãy đi trong bình an của Chúa. Đi loan tin cứu độ, loan tin Đức Kitô đến giữa nơi trần gian. Nào anh em ta hân hoan loan tin mừng Chúa đã đến nơi trần gian. Nào anh em ta hân hoan loan tin mừng người sẽ đến trong vinh quang. Chúng con trong cài rất thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiến vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thân trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thân cực tin rất thân Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.